Ok, hello, xin chào anh em nha. Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chơi cái event tăng vật tổ mọi người ha. Đấy, đây là cái event mà đua top league server và nhận được mảnh kiến cửa đầu vàng hoặc là mảnh Pachi Condylia. Đấy, sau khi xem xong video này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ cho mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Anh em nào có nhu cầu hỗ trợ nạp game giá chiết khấu bảo hành từ 15 đến 20%. Đấy, rẻ hơn so với tự nạp qua Visa, Momo thì mọi người có thể liên hệ mình qua số Zalo 0888249968 nha. Đây, bảo hành vĩnh viễn tất cả các bạn. Rồi cách nạp là chính là mọi người liên kết tài khoản game Sinh Tồn hoặc là Facebook, sau đó gửi ạc qua cho mình để mình vào ạc đi nạp nha. Anh em có thể check uy tín cho mình trên cái group để xem những anh em nào đã từng nạp bên mình rồi á. Đấy, ok. Thì cái event tăng vào tổ này á, là nếu mà những người chơi mà hình như là chưa đạt cấp chiến chúa 25 á, là những người nào mà đạt cấp kiến chúa 25 hay sao á, là họ sẽ, tại vì mình lúc mà trong những ngày trước á, thì lúc mà mình chưa lên 25 á, thì lúc mà mình làm nhiệm vụ hàng ngày á, thì nó không có cái rương vào tổ ngẫu nhiên này. Đấy, nhưng mà sau khi mình lên kiến chúa 25 á, mình lại thấy nó có những cái rương vào tổ ngẫu nhiên mọi người ha. Đấy, thì anh em có thể tích những cái rương vào tổ ngẫu nhiên này. Đấy, nó sẽ mở ra những cái vật tổ, vật 3, 4. Đấy, thì mình mọi người để dành những cái này lại đến cái event mà vật tổ mọi người bung nha. Đấy, bữa giờ mình đã để dành được tổng cộng là 27 cái rương vật tổ mọi người. Đây, 27 cái vương tổ. Đấy, bây giờ mình sẽ bung từng cái để xem nó có ra những cái gì ha mọi người ha. Ok, bây giờ mình sẽ bung từng cái thôi. Đây, ở đây thì cái nhiệm vụ này nó hơi khó nha mọi người ha. Đấy, mọi người nó yêu cầu phải cần phải bao nhiêu điểm nha? 600k điểm nó mới được vào móc mà mọi người. Và nếu mà mọi người nhận được một cái vật tổ bậc 4 á, thì mọi người sẽ được 100k điểm. Một cái vật tổ bậc 5, bậc 5 là mình không có đây. Vật tổ bậc 5 mọi người phải nạp bậc khỏi vật 5 là nó là gói 1.200.999 á, mà mọi người nạp qua mình là nó chỉ là 1.050k. Hay mà những cái rương này của mình á, thì nó chỉ tối đa là bậc 4 thôi, hên lắm mới được cái bậc 4 nha mọi người ha. Đấy, thì mình phải mở ra được tổng cộng là bao nhiêu cái bậc 4 nha. Để mình tính lại ta. Bậc 4 nếu mình muốn vào móc thì mình phải mở hên ra được 6 cái. Mà chắc này chắc là không có đâu mọi người, rất là khó nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở thử xem. Đấy, hai tiếng hóa nè mọi người thấy không? Kiến chúa cấp 25 là nó sẽ mặc tổ nha, nhận vật tổ nè, nhiệm vụ hàng ngày nè. Đấy, căng thang kiến chúa cấp 25 là cái hang tiến hóa cấp 25 này mọi người mới mở được nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở thử đây. Mở từng cái. Một cái, một cái vật tổ bậc 3. Một cái vật tổ đoàn kết bậc 3. Đấy, mình chưa nâng vật tổ gì cả. Bữa kia tự nhiên mình mở một phát nó ra cái vật tổ này, một vật tổ bậc 4, rồi sau đó mình để dành, mình không dám mở nữa. Đấy, mình để dành để mình tới hôm ngày mình chơi này. Đấy, nhận điểm. Vật tổ bậc 3 thì nó chỉ có 120k điểm thôi anh em. Đấy, tiếp theo. Dùng cái thứ hai, nguyên liệu cường hóa vật tổ, nguyên liệu tiến hóa vật tổ. Thì cái nguyên liệu này nó, để mình xem, nguyên liệu tiến hóa vật tổ, cái này là nó chỉ có 1.000 điểm thôi. 1.000 điểm thôi. Đấy, nói chung là chỉ khi nào mà mình mở ra được cái bậc 4 mình nó mới ngon thôi anh em ơi. Đấy, mở ra bậc 4 mới ngon thôi. Đấy, ở đây mình sẽ mở tiếp. Rồi, cường hóa vật tổ nè, mở tiếp này, cường hóa tiếp này. Lại nguyên liệu tiến hóa vật tổ này, cường hóa vật tổ này, cường hóa vật tổ này. Không, mở 20 ô chắc không đủ rồi. Lại được một cái bậc khỏi tổ bậc 3. Đấy, nguyên liệu tiến hóa vật tổ, vật tổ tiếp, nguyên liệu tiến hóa vật tổ tiếp. Rồi, được một cái vô tình bạn bậc 3 nữa. Cái này là nó sẽ cộng cái vật tổ rất là ngon nha. Nó tặng cộng HP và cộng cho tấn công đội quân luôn. Cộng HP cho ba loại kiến và tấn công và HP đội quân. Gạn kiếm mấy cái vật bậc 4 coi, chờ lại cái bậc 3 nữa. Đây, hai cái bậc 3, ba cái bậc 3. Ơi. Và cái bậc 3 nữa. Ơi, không có bậc 4 nào, mình còn có 10 cái thôi mọi người. Mình còn có 10 cái thôi. Trời ơi, mở hết phần nửa mà mới có 182.000 điểm mà. Làm sao mà để vào được đây? 600k điểm rất là xa xôi. Anh em nằm không nào bị xác định là ở ngoài thôi. Thế bây giờ mình sẽ mở lần hai cái đi. Mình mở lần hai cái có hên không? Hai cái này, hai cái được hai cái bậc 3.
hai cái nữa. Trời ơi, cái gì đâu không. À, hai cái bậc 3. Không có một cái bậc 4 luôn. Ê, được một cái bậc 4 nữa nè. Ngon ngon ngon, được một cái bậc 4 rồi. Đấy. À. Ôi, trời ơi, được hai cái bậc 4 mọi người ơi. Trời ơi, mới có 413k điểm thôi. Còn thiếu tận 200k mới được vào top mọi người ơi. 202k chắc được vào top vào top trước 90% quá. Hài thiệt chứ. Để mình xem coi còn có cách nào để mà có nguyên liệu vật tổ hay không. Mà cái này là không có rồi. Để mình vào mấy cái shop đổi ra nè. Mình vào shop đổi để mình xem là nó có cái shop nào đổi nào mà nó có có nguyên liệu vật tổ hay không, để mình ráng mình đổi. Mình ráng mình đổi để cho nó lên được cho nó lên được cái 600 điểm mà mọi người. Ê, rất là khó nhằn nha anh em, rất là khó nhằn nha. Thiếu thiếu rồi, thiếu rồi. Để mình xem trong mấy cái shop này nó có cái chỗ nào mà nó có đổi vật tổ không. Này đấu trường không có nè, này là gen này, cái này không có luôn, không có cái nào có cả. Shop viễn chinh thì mình chưa đủ móc để đổi vật tổ anh em. Hang tối hang tối không có cái nào về vật tổ cả, hang tối là gen thôi. Đấy, rồi cuối cùng là shop bọ ngựa. Shop bọ ngựa thì chỉ có tế bào. Shop bọ ngựa thì tế bào mọi người. Đây, vật tổ thì bây giờ là mọi người muốn có thì trời, hồi nãy mình nạp một gói 210k mà bây giờ nó lại thiếu đúng 100 kim cương. Thiếu đúng 100 kim cương, nó nhận thêm một móc nữa. Game này admin nó biết kiếm tiền ghê luôn á. Ưu đãi mỗi ngày, cung cấp vô hạn. Nạp thêm cái này để mình nhận cái móc đó. Nghĩa là mình lấy cái móc 10 trứng luôn. Đấy. Này này mình chắc phải mình phải bơm thêm một cái gói vật tổ rồi, mình phải nạp thêm một cái vật tổ bên đây nè. À, thì may ra nó mới đủ thôi, đủ điểm để vào top thôi, chứ không thôi là không thể nào vào 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 điểm top được. Khó lắm, khó lắm. Không đủ điểm vào top được. Ở đây mình có một cái mình có thể đổi điểm qua. Đây, mọi người mình có thể đổi điểm qua cái World Cup nè. Trời ơi có cái thẻ tuần vật tổ nè. Thẻ tuần vật tổ nè, nếu mà bữa kia mình mua là hôm nay là mình tới ngày thứ tư là mình có thể nhận được, và cái này cũng không có kịp được nhận mấy cái này thì cũng như không. Đấy. Ồ, ở đây nó lại ra một cái gói tiếp tế kiến trưởng thành tiếp à. Đầu đó mình mua rồi mà ta xong nó lại xuất hiện nữa nha. Hình như là nó lại mở liên tục à anh em. Hình như nó mở liên tục hay sao ấy. Hình như là vậy. Chứ tại vì trước kia là mình mua rồi mà. À đúng rồi, bây 29 ngày nữa nè. Đấy, 29 ngày nữa. Ê, ơi. Lại phải bơm thêm máu rồi. Để mình xem, mình có cái shop World Cup này nè, nó có đổi mấy cái đồ vật tổ này nhưng mà mình tiếc lắm, mình để dành để mình để dành 2.000 điểm đến cuối event mình để mình đổi cái skin bóng đá vĩnh viễn này, chứ nếu không đủ thì lúc đó mình mua những cái khác, mình sợ lúc đó mình vừa đủ nó uổng, hơi uổng. Ok, tạm dừng ở đây đi, mình sẽ nghiên cứu thêm về việc nạp thêm để bơm đủ event lọc tổ mọi người ha. Đây, ok, cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.